Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì tình hình tối nay ra trong tiền đại chiến với ông Tám bạn ơi. Giờ tháng này mà bạn coi còn nước còn gì nữa mà. Chứ khoảng cái nền nhà của anh Hồng còn thấp quá. Giờ cuối mùa lũ rồi. Nước quá trời. Trời ơi trời. Mấy tháng trước bạn thấy nó ngập linh láng tới mấy lưới trên nóc lưới luôn đó. Giờ hết mùa lũ rồi mà còn vậy, không phải hết hẳn bạn, nhưng mà cái là ở ngoài sông Tiền sông lớn nè, nước vẫn còn nhiều. Chứ phía trong mình thì nói chung là nước giờ nó rút nhiều rồi. Bữa nay ra thăm cầu với ông Tám dân mồi chắp rong quá. Lu 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 lu. Cưng không? Nhìn mặt mình ghét nó chai luôn nữa, hết sổ luôn. Trời ơi, má ông Tám chạy nó ta. Cái nó chạy. Này bạn thấy giấc tối sông Tiền không khí yên tĩnh ghê. Thường ngày mấy độ mà nó mà vậy mới được chứ. Sư mẫu giờ đang pha cà phê. Cư dân sông Tiền ở đây thì nói chung giờ giấc không ổn định bạn ơi. Có khi thức nguyên đêm, có ban ngày ngủ rồi nhiều khi. Nói chung là mình theo con nước đó. Bây giờ giấc không ổn định. Gì không Tám? Rồi luôn. Máy gì đâu mới chạy đâu được có hàng cút một vậy. Vậy mới quảng cáo máy độ. Đó là bè của ông bà Hai bạn, với cô Đại Ca Nam đó. Để hôm nào mình với cụ có sủ canh nước ngon ngon lại đó bao bè tiếp. Mỗi lần bao bè nó dính cái dồ đồ, cái dinh đồ, chép đồ coi mê ha. Ra đây chỉ nghe được tiếng mấy cái tàu nó chạy thôi. Đó mấy tàu container quá trời chạy. Mấy đèn hơi đã đỏ đỏ ha. Mấy tàu không đó mà. Cái tối hơi khó thấy một chút, đó mấy đèn sáng sáng chớp chớp đó nha. Đã đỏ rồi, nó không đó. Lục bình coi tính ra ít hơn mấy lần trước. À. Giờ nó ra giữa sông rồi. Này mong đi với ông Tám kiếm được vài con Hugo cho bạn coi ấy. Bao phê luôn bạn ơi. Hugo ngát, Hugo gì cái lăng, Hugo sủ đồ. Cảm giác thăm câu mà dính được mấy con cá bự bự bạn. Đã lắm. Trời quá đẹp ông Tám ơi. Đó, à, cái làng báo của ông Tám nữa đó. Sông Tiền này quả nhất là mấy cái bao đỏ đó mà. Giăng lưới giăng câu rồi mệt chứ nó. Né tránh nó quá trời. Ban đêm nhìn cầu cái đôi phường tư xe đét đẹp quá ta. Đèn sáng ngời ha. Bữa nay thì nói chung là khả năng dính cá ngát với cá lăng là cao, nhưng mà cá sủ cũng có luôn. Văn màu tép gông này thì dính đủ loại cá. Bữa nay ông Tám văn cũng gần bờ á, nên chủ yếu là kiếm cá ngát, cá lăng đồ. Tám không để cái đèn chết luôn mà sao không thấy trời. Cái đèn xanh xanh đó không phải của ổng. Ổng đèn chớp đỏ. Căng vậy ta. Hay là cái đèn đom đóm đực không hết pin. Mà cũng đâu có thấy cái phao đâu.
Kìa ông Tám ơi, kìa kìa đó 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 đó, nó quất vô cái bụi lục bình với lại cái đèn ông gần hết pin rồi ông ơi, nó không chớp luôn. Ừ, ông Tám tuyên bố đừng câu này ấm lắm đó nha, ấm hỉnh luôn đó. Bạn thấy cái đèn của ông Tám để chưa đó. Nó nổi hồi đỏ đỏ ưng ửng trong bụi lục bình đó đó, cái phao xanh xanh đó mà chưa đời nổi cái đèn chớp không. Chớ đẹp chết quá trời ta. Đèn ông nó không chớp ông ơi, nó còn sáng mà nó không chớp, bị gướng vô lục bình nó tấp vô nữa. Không mà nói bủa gần bờ này, thì tỷ lệ dính cái lăn với cái ngát cao lắm rồi. Mà tán vài con bự bự ơi. Đầu lên thôi bạn ơi, tán con coi. Thường mấy cá dính đầu neo, của neo cũng thường dính lắm rồi nha. Có dấu hiệu gì không Tám? À, bạn thấy chưa, ông Tám nó có con gặt gặt dưới kìa. Bây giờ ngồi tép nhiều lúc dính cá mê lắm bạn ơi. Góc rọ vậy trời. Giật không đâu? Trời ơi, giật mới luôn bạn ơi. Cái chân giật mới. Cái chân lấy lộn cái vòng. Ủa có chưa hết, có hút cái lăng rồi bạn. Quả đã, cái lăng bự rồi ta. Chị mày. Con lăng con khúc trời. Mập hù lù con khúc một à. Ủa vô rồi bạn ơi, chưa gì hết nó lên rồi, không ngờ luôn á, nghĩ cũng còn hơi xa bạn. Ủa cái này vô đậm rồi ông Tám ơi, bà cậu thương tình rồi. Nó có lăn đỏ, hay không có lăn đỏ. Bởi vì dân sát bờ không phản thiệt chứ. Cái lăn có một khúc một rồi bạn. Cái này cái nè. Một cù lù cũng khúc. À, bạn thấy đã chưa, uống nụ ông Tám ơi. Con cá nè, siêu mập. Cá nhìn mê rồi chứ. Ba lữ đâu, mới có ba lữ là hốt hàng rồi. Một khúc. Ây dạ tụi, làm giật mình mấy. Ừ, quằn dưới nó chạy mình chân nè mà. Quằn vô gọ. Con đầu tiên. Quá đã. Tao nó còn con vô đó kìa. Vô rồi ông Tám ơi. Đỏ. Ngát hay lăn đây? Lăn nữa quá. Lăn nữa quá. Ngộ chúng ngộ rồi ông Tám ơi. Vậy nó mới đã đó bạn. Mồi tép gồng bởi vậy bạn thấy mau hết mồi ra. Mới dằn 3 tiếng gì 2 tiếng mấy à. Mau hết mồi luôn. Còn mồi ốc dùi, ốc bu vàng mình với ông Tám thường dăng thì ngâm tới 8 tiếng. Lúc 10 tiếng. Còn tép gông này thường là dân 2-3 tiếng, dữ lắm 4 tiếng à. Lâu tới rồi ta. Lâu tới rồi ta. Bự không Tám mà thấy xa vô nha ông Tám. Trọng trọng à. Ồ, Tám nói trọng nha bạn. Đó, cục gạch. Kế cục gạch luôn. Tụi nó gần cá dính gần kế cục gạch đó bạn. Đó, nghe. Mày hả bưởi. Tám này khai trương cái vật mới luôn ạ, vật nhỏ gọn hơn. Còn cái vật siêu to khổng lồ á, lúc trước á. Cá mè. Thường là để xúc cá mè. Mấy cá mè đó là mười mấy 20 kg không à. Ngát luôn, bởi vậy bữa nay thôi rồi. Dằn sát bờ là thôi cái ngát cái lăn dính đã. Ấm hỉnh ấm hỉnh. Thứ gì chịu cho nổi. Bởi vì dân câu mồi tép gông này mấy bạn xem cũng mê nữa, cá dính nhiều á, lại dính đủ loại mặt cá hết trơn á, dính nó nhại. Ngát ngát ngát. Con này cũng gần rồi. Mấy tháng này nè bạn, cuối lũ nè, nước vẫn còn hơi đục đục chút á, thì dân mồi tép gông nó nhại lắm. Nó nhờ bằng mắt của mấy con tép gông nó sáng á, nó chiếu á, mấy cá này nè nó mau đánh, nó dễ đánh mồi tới. Bây giờ nó nhảy. Vô.
hai con hay xứng đáng à. Làm nó nổi cái bụng trắng bốc. Còn nữa không Tám? Ủa Tám nó còn nữa bạn ơi. Vô rồi, đụng cái ổ rồi. Ừ gì chịu nổi trời. Đó, nãy giờ còn lại con đó. Hai con từ gói ha. Tám nói khả năng cá ngát luôn. Màu tém này thường Tám văn khoảng 200.000 bạn từng mồi á. Chứ gần mình bận có lăn nãy là thấy là đấy đủ rồi đó. Còn mồi ốc bù vàng thì lấy công làm lời. Chỗ này con tép cũng còn nhiều quá ha. Chà cá này cũng bự lắm mà sao xa với ta. Với lại giờ nước cũng đứng mà mình bắt mạch nó xa lắm. Không có cứu. Một còn lía lía ta. Cảm giác mình thăm câu nè, mình phê là mình đi câu cằn nữa. Cá nó dính cái gì câu nó đảo nó sàn mà thấy ghê gớm lắm. Bao phê luôn á. Đó. Ủa sủ bạn ơi. Sủ 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 sủ. Sờ u su sủ. Ngon lành cành chanh. Trắng như bông bưởi không. Trắng ngọc trinh vậy đó. Con nữa nè. Đó, còn nữa kìa. Tám nó còn con nữa. Ồ ngát con. Cái thứ nguy hiểm nè. Chứ ông Tám cũng bị một phát rồi. Mua thuốc uống luôn. Nó quất cần chằn cái ngón tay mà nó sừng lên tới cái nách á. À, chứ lúc trước mình với ông Tám thì tham cũng 2-3 lần chứ quất không thấy cá ngán nào hết. Trời ơi. Mấy cá ngát này mấy bạn mà nhìn nó không phân biệt rõ, nhìn nó giống như con cá chê vậy. Nhưng mà nó có cái ngạnh phía trên. Gì? Quẹt nó một phát nó nhức thấy cánh. Ngát thường, ngát thường. Mày là bưởi, bưởi ơi là bưởi. Vô, vô đây chơi với cái ngát nãy đi cưng. Bữa nay quá là quá đã rồi. Hả? Sủ nữa hả? Ô. Sủ nhi. Mấy cái sủ này thả lại cũng không được mà. Nó quay teo chứ hả? Nó lên mặt nước là nó gọi nó thiếu oxy á. Nó nổ bụng rồi ha. Gì nữa? Cái mê chưa? Quay phim không kịp luôn á. Trời ơi. Con nó kìa. Thánh thần ô bà ô vô rồi. Quả đã rồi ông Tám ơi. Chúng ngay ổ rồi. Đúng rồi, chúng ngay ổ rồi nè. Vô rồi, vô rồi. Mới đầu có mấy hai cục gạch rồi bạn. Mà thấy thấy ghê gớm chưa? Nè. Quả đã. Thứ gì chịu cho nổi. Còn con nè. Đó, ông Tám nó còn con đó kìa. Ồ, mê chưa, mê chưa. Quất ngay chăn cái ổ cái sủ luôn mà thứ gì chịu cho nổi. Wow, cái sủ cũng bự bự bạn. Không bự mà không nhỏ, nó coi coi không nè. Vậy là quá ngon rồi. Quá trời chăn này rồi bạn ơi. Mê được trời. Đó, hết mồi nữa kìa. Vậy mới được chứ. Đợt rồi thôi văn cũng lời được chút đỉnh mà. Bữa nay là vậy là mới cuốn xíu câu được gì là quá ngon rồi. Dính kiểu vậy coi mới đá không đó. Lử hay lử lụm, lử hay lử lụm. Giống như kiểu cá hồi xưa ha, mười mấy năm về trước hả. Cá giờ nó ở điểm bạn, bởi vì lúc nó chăn cái ổ nó mà đâu nó dính lìa lìa vậy đó. Ồ, có lúc thì mình kéo một khúc và thòn không thấy cá mắm gì hết á. Cá giờ nó không nhiều, nó không đi lan giống như hồi đó.
Nữa rồi bạn ơi, trời tới cản nổi rồi. Lụm gạo này nha. Đỏ, ồ ngát nữa. Ồ ngát rồi, nhỏ nhỏ không chạy. Đâu có nuôi nó ngày nào đâu bạn. Với lại mình văng cái mồi tép rong này tỷ lệ dính cái nhỏ cái lớn dính láng hết á. Là cái mồi nó hơi nhỏ đó. Chứ mồi tôm lóng thì mình chịu không nổi bạn ơi, tôm lóng nó mắc dữ lắm. Văng gần mỗi lần có đường câu thì đó. Ngát nha, ngát nha. Wow, bên này đụng ổ ngát ổ sủ rồi. Khai trường cái lăng chà bá lửa là thấy có hy vọng rồi. Đầu xuôi đuôi lọt mà. Vô cân. Vô. Còn nữa dễ gì hết nổi, mới chút xíu câu. Như có gốc gọi thấy hơi nặng nặng rồi. Dính gốc gọi bạn ơi. Qua wow. Ừ hên lên rồi. Bệnh phát này bắt đầu lên cá nữa nè. Có gốc là có cá mà. Lên. Bữa nay 8 khai trường giật mới hên quá. Giật mấy ton luôn à. Nãy giờ xúc mấy phát rồi đó. Mấy lần trước đem theo cái vợt bự bạn, không xúc phát nào chứ. Còn nữa. Đó còn nữa bạn ơi. Tám nó còn nữa kìa. Ngát nó không đáp. Không biết có gì giật giật. Tao nó ra gì giờ này khởi động trời. Vẫn chơi hoài. Sủ sủ. Ừ, bự dưới con đám nãy giờ đó. Qua. Wow. Ủ vàng cái mồ vàng ghê. Hết sỉ con mà bảy rồi bạn ơi. Hôm nay quá khứ trận này rồi. Cá dính kiểu vậy kiểu mơi sao. Bắt đầu nữa nè nha. Ó. Sủ nhi. Ờ mấy con sủ nhi là nút lưỡi rồi, dính câu là nút lưỡi rồi. Quá. Wow. Xin lỗi chịu không nổi chặng này rồi. Rồi luôn, gẹt gẹt luôn. Cặn luôn. Đó, lên này, lên này, lên này. Lên là khỏe người rồi đó. Giăng câu đây quải với cái vụ này rồi. Bệnh cái này lên mà không có cá nữa. Ôi sủ nữa bạn ơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Gì đâu mà lia lịa vậy? Đó nữa kìa. Qua. Wow. Ồ cái trận này quá trời rồi. Cái viền cầu của con Tám giờ nó nằm dưới cái dạ xuồng á. Cũng hơi khó thấy khi cá trào lên bạn. Bạn cũng hơi khó thấy. Đó bệnh này lên nữa nè. Bán còn đâu 2-3 kg rồi. Trời ơi, người điên rằng nó chơi. Cứ nèo gì sao cứ dính liên miên trời. Cái gỗ câu của ông Tám bạn thấy mini không? Xíu à. Cái này nè. Đó, đó. Có dấu hiệu nữa rồi bạn ơi. Gì đây? Ngát lăn sủ. Bà xa hú luôn. Con này hơi nhỏ. Cái này hơi nhỏ rồi. Ủa chưa lên nữa. Mày hả bưởi. Ủa, hết mồi rồi. Đó, kể cục đá đó. Thường bạn để ý đi, mấy con cá ngát hay cá lăng nó thường dính kế cục đá lắm. Do cục đá nó chị bạn nằm sát mặt đất á. Cá mà ăn tầng đáy á, dễ phát hiện mồi. Mà nếu viền câu mà mình làm đá nhiều quá bạn cũng rất là dễ. Là do ở đây gốc gọ đồ quá trời á, dính nước nó sâu á. Ủa, gửi lục bình.
Bây giờ ở đây gốc gọ đồ nhiều bạn, nó sâu kéo dần câu nặng lắm. Ngát quá. Còn tao nói khả năng cá ngát cao rồi bạn ơi. Lên cưng ơi. Lên. Chưa chịu lên nữa. Lên. Ủa, con này bự không sao chứ vậy? Đó, đó câu sàn rồi đó. Ồ ngát ngát. Ủa, con này bự à. Được được. Lụm gạo liền. Quá đã. Rồi như dưới gốc rồi. Còn dưới gốc đâu dưới bạn. Hên quá. Mày hả bự. Ồ bữa nay 8 khai trương giật mới hiệu quả quá ta. Xúc nãy giờ lia lịa luôn. Mới lần trước mình đi với 8 thăm bạn không có cái ngát. Bởi vì ít khi nào xúc chứ là không có cá bự nữa. Bữa nay quá rồi. Thứ gì chịu nổi. Dính vậy coi clip rồi đã. Coi clip rồi đã. Mấy cảnh mà bẻ ngạnh cá bạn thông cảm nha. Mình không có quay trực tiếp được. Do YouTube nói chung năm nay cũng hơi khó quá mà. Đó. Cái gì em đáp. Gỡ lưới câu chưa ra. Gỡ lưới câu chưa ra dụng cá rồi trời. Đó. Bự nhất trong mấy con cá ngát nãy giờ nữa. Ủa mới đây bạn coi nè. Nhiều đóng cá sủ à. Như đây bộn tiền rồi. Hên bạn ơi. Làm cái nghề bà cậu này năm nay thôi. Bữa trúng mấy bữa thắt. Bữa nay trúng là chắc rồi. Mỗi khi mình với ông Tám thăm câu á, kéo hết viền câu chưa được phần nửa cá sủ này nữa đó. Còn bữa nay kéo mới được chưa được nửa viền mà một đống này với một đống này nữa. Viền Tám. Có hàng nữa hả? Im ru im ru. Rồi luôn gốc luôn. Là do mình cũng văng gần bờ mà tỷ lệ dính gốc với lưới mưa cao lắm. Tại đây ta làm bờ kè nè. Nhưng mà có gốc có gọi mới có cá. Mới có đứt lử được nữa. Bạn thấy chứ mỗi lần đi thăm câu vậy đó về nhà thay câu không biết nhiều nữa. Có lúc con Tám mà có gặp nạn nhiều quá là lúc thay 150, 200 lử bạn tin nổi không? Đó là không tính mấy lưỡi câu mình sửa lại được nữa nha. Thay câu mới không á. Ở đây lúc trước cái tàu du lịch đây nè bạn, người ta chở du lịch đó. Cái tàu lớn đó, đậu chỗ này nè. Từ lúc dịch giặt tới giờ không thấy chiếc tàu này nữa. Diễm Tám. Sủ sủ bạn ơi. Mày hả bưởi. Ủa mê quá trời mê bạn. Hôm nay thời tới cản nổi ông Tám rồi. Đũa nè, phải coi chuẩn bị lên nữa rồi nha. Đó, ông Tám nó giật giật nó kìa. Bắt đầu này nha. Tôm lóng. Tôm lóng. Cá không ăn thì về mình ăn. Tôm lóng. Cháy mỡ. Hay là chiên mít xèo. Hay gam mặn. Trời ơi, miếng tép này bạn thấy chứ. Gam mặn ăn bể nồi cơm đó bạn. Tôm lóng. Chưa tới ha. Nước này nó đứng bởi vì mình bắt mặt con cá xa lắm. Đó. Rồi luôn, ngát con nữa. ngát ngát. Chỗ này bữa nay vô cái động cá ngát mini gì quá trời ta. Mini không. Ngát là mới đẻ. Tôm gà bà Tám cũng đâu đi làm không Tám? Cá này bà Tám bán lẻ hay sao? Sáng mà Tám mang đem ra chợ xe đét bạn, bán lẻ. Vô. Mấy cái ngát này thử bạn nấu lẩu thấy cái cảnh. Hay nấu cái chua á. Trời ơi, tán cho con lít đế nó thử. Lên nóc nhà là bắt con gà luôn bạn. Cái ngát này ngon nhất là cái đầu nó. Cái phần đầu nó thịt nó nhiều. Chứ phần đuôi nửa người chứ về sau nó thịt ít xịu à. Lục bình quá trời lục bình. Dính mấy cái bợn mấy ghế nữa. Một phần là do người dân miền Tây mình giờ bạn. Người ta đánh dây lục bình ấy, người ta cắt lục bình cho mấy con sông nhỏ đó mà gạch đồ á. Bởi vì mấy cái cùi nè người ta đâu có lấy, bắt đầu nó trôi từ từ ra sông lớn như sông Tiền nè. Chứ hồi đó ba cái ghế lục bình này cũng ít lắm bạn ơi. Giờ trồng luôn. Giờ quá trời quá đất.
văng lưới văng câu nó dính bợn đen thùi lùi luôn mấy cái ghẻ. Đây, mini. Gì cũng đáp sủ nè. Ồ bữa nay quá rồi, nếu nãy giờ con nào con lấy cả ký không biết nhiêu tiền nó trời. Nó trời vui luôn nha bạn. Chi con nương sao vậy? Chứ làm nghề này thôi cũng đủ chi tiêu qua ngày bạn ơi. Cái ngày nào mình trúng đó thì mình bù qua mấy ngày mình thắt cũng đâu vào đó à. Bên kia bán gì nghe rau sùm vào đất giờ này trời. Một bình không đó. Một muộn trước chào bá trước nữa. Mấy cây ngát này trong chợ trong con đâu có thấy bán đâu. Cá sủ cũng không thấy luôn. Trong đó đâu có nở. Dạng như trong chợ con á, trong chợ á, nhiều khi họ lấy mấy đầu mối này mà họ không thấy họ lấy bán luôn. Không bán luôn hả? Không, không thấy bán. Thì giá hơi cứng. Giá hơi cao quá hay sao, trong đó người dân họ hơi ngạ, hơi gọi là hơi mua hơi gọi là gì không mạnh tay. Lục bình nằm niệm kìa. lục bình nằm trên niệm luôn, mới ghê chứ. 8 mà chuyên gia săn cá khủng sông Tiền này mà ta. Sao nãy giờ chưa có con nào Hugo chân trời. Chỉ có con cá lăng kia khoảng ký rưỡi rồi. Phút này hết mồi hết mà chưa thấy cá ta. Họ tán cá bự rồi. Họ tán cá bự cho các bạn coi nè. Tán Hugo nè. Công nhận bữa nay ông Tám dần gần bờ thiệt chứ. Tối bạn hơi khó thấy chút xíu. Xét mấy bờ luôn. Tính ra bữa nay mình văng gần bờ thì mình dính cái sủ cũng nhiều bột. Bạn thấy văng gần bờ chứ cái sủ bự 5-10kg vẫn dính như thường nha bạn. Nó vẫn vô gần bờ như thường nha. Chứ không phải cái bự, cái sủ bự thì nó ở ngoài kia nó không chịu vô đâu. Không phải vậy. Để theo con nước á. Bờ đi kiếm ăn mà. Bờ đi kiếm ăn hết, lụm láng hết à. Ép mặt chứ, ép con không cá. Quay cái Út chừng đó lạc vào cái đoạn cá Út rồi đó ông ơi. Có dấu hiệu chưa ông Tám? Như có con còn xa lắm. Có con, hình như có con hơi xa. Nhớ có lúc trước bạn. Rồi mình với ông Tám thăm á, trước mùa lũ á. Mấy con cá lăng bạn thấy 4kg, 5kg mà không chạy luôn á, không biết luôn á. Kéo lên tới mặt nước mới biết mà. Ai biết được kéo họ tán con siêu to khổng lồ nè. Hàng không mẫu hạm cho bạn coi nè nha. Giật mình liền, hai em cháu hết hồn liền cho coi. Đó, bắt đầu bệnh gốc lên đó bạn, chuẩn bị như nè. Ông Tám nó tới rồi bạn ơi. Còn nửa đằng câu rồi nè. Nửa viền câu rồi đó. Tới rồi, tới rồi. Em ơi, em đâu rồi? Đi á. Đâu? Đó. Mày hả bưởi? Còn cái sủ chùm ba luôn. Đã không bạn? Có vậy chứ. Tưởng đâu nó sức mép trời ăn sao rồi chứ. Quá đã. Ù, dồi. Mấy cái sủ đó còn đã rồi chứ. Vịt lần ốc liền. Đôi khi mấy bạn xem clip không nghe tiếng động đó. Chứ mà đây bạn nghe tiếng động cái ốc vậy đó. Đã lắm. Mỗi lần nghe tiếng đó là thấy có tiền á. Gì nữa ấy? Ủa này cái sủ vừa bự không cá. Ngon. Không bự mà không nhỏ bạn, cỡ đó là ngon rồi. Nè. Lia lịa luôn. Quá trời cái chặng này rồi ông Tám ơi. Tối nay về bà Tám cưng lắm nè. Cái này mà phải hồi xưa bạn, khoảng 6-7 năm trước mình ra đây nè. Mình quay clip mà bạn coi mê lắm. Cá lúc đó thôi, nghe ông Tám kể thôi. Kinh khủng cá luôn. Cách đây gần 15 năm, dữ lắm luôn. Tính ra ông Tám ra sông Tiền này là bao nhiêu năm rồi ông Tám? 21 tuổi hả? Đúng thiệt, cào thủ lão lạng sông Tiền. Làm cái nghề này tới giờ luôn bạn. Nói chung ở đây ngư dân đây đa số ai cũng làm lâu năm hết trơn.
dạng như nhỏ là họ sống ở đây rồi, bây giờ họ làm nghề câu nghề lưới đây luôn. Còn nhỏ tưng 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 có dấu hiệu nữa rồi, tưng tưng nữa. Đâu nè, chuẩn bị nữa nè. Cảm giác này mà thăm câu luôn, tán được mấy con nào khoảng 2-3 kg bạn còn đã lắm. Cầm nhìn câu nó giật 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 giật, nó sàn tới sàn lui nè. Nó phê lắm. Cỡ như câu cằn không nghe địa gì luôn á. Tại cái nhìn câu này nó dài đó, nó có độ đàn hồi, nó sàn á. Phê lắm. Cái gì mà lưng 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 hoài vậy? Ngát hay lăn quá. Bạn thấy chứ, bắt mình giăng câu riết quen bạn ơi, cầm cái giăng câu mình có thể đón được con cá gì á. Sủ. Ủa sủ mà sao nó giật nãy giờ hả? Không phải nó thôi, con chắc không phải không Tám? Tại cái sủ bạn thường nó giật khoảng 2-3 lần à, tịt 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 cái rồi à. Còn mấy anh mình nội mà ngát đồ ba xa rồi nó chạy dữ lắm, nó chạy lâu lắm. Còn cái sủ nó giật phát hai phát rồi à, im gu à. Đó, sủ nữa. Ồ. Con này giật được con kia. Ừ, con này giật xong tới con kia giật quá. Quá. Wow. Không có lớn gì kìa. Nhỏ không. Bữa nay nhờ số lượng. Còn mình với ông Tám mỗi lần đi ra văn mồi ốc bu vàng á thì chủ yếu là bắt chất lượng vậy. Mỗi lần dính thăm câu dính 4-5 con, 5-6 con nhưng mà hàng khủng long không à. Tại ốc bô vàng thì thường là mấy cá bự nó ăn. Còn một tép này thì thôi, cái cá gì cũng ăn hết trơn á. Còn cái này nữa nè. Đó, đó, đó. Đó, sủ nữa. Sủ, sủ. Wow. Nguyên đục rồi. Dung lên luôn rồi ông Tám ơi. Nay nhờ bà cậu thương tình cho nè. Còn gì đây? Được, chưa tới. Ngát hay lăn. Nãy giờ chưa thấy ba sa hú luôn đó. Tám nón chắc khoảng cá sủ à. Khả năng cá sủ cao. Trời ơi, ngoài không mà luôn. Mừng mỡ. Mạnh săn. Chưa tới luôn bạn ơi. Chà, cũng xa dữ nha. Nướng hơi im bạn. Bây giờ mình bắt mạch nó hơi xa. Lên chưa? Chưa luôn. Tán làm hồi hộp quá. Cái gì đây? Hết mồi luôn. Lên đó, ẩn chắn bốc lên liền. Sủ sủ. Wow, văng câu kiểu này hỏi sao không mê bạn. Ủa, để chừng nào hết hẳn dịch đi rồi mình rút thu ra đây đại náo cho bạn coi nữa. Đây mình muốn kéo câu thì mình phải có hút thu theo mới được bạn ơi. Thu quay phim á. Để hết dịch đi rồi ra đây có dịp hai anh em mình sẽ tái đấu. Tính ra lâu lắm rồi hai anh em mình không ra sông Tiền. Đào chuẩn bị đó. Ủa, khá liềm kìm. Nhiều lúc cũng giật mình với nó như chơi. Nhiều lúc thấy đèn các bạn nó phóng lên tới khạp xuồng luôn nè. Cái đèn đỏ đỏ với của ông không ta? Ủa, mới đây cũng gần hết câu ta. À, cá dính nhiều quá, hai ông cháu lo kéo câu gần hết câu không hay luôn bạn. Rồi những lúc mà cá không có đó, cứ mong cho hết câu mà. Ông Tám hồi xưa giờ là chỉ có làm nghề lưới câu hay là có làm cái gì không Tám? Tám hồi xưa giờ không làm lưới câu không bạn? Tại đôi khi ông Tám nói hơi nhỏ đó, mình phải phiên dịch lại nói cho bạn nghe rõ.
Xưa giờ ông Tám làm nghề lưới câu không? Không, nghề này không. Còn mình thì hồi đó đi làm công nhân trên khu sức Tân Thuận, quận 7 mà, Sài Gòn á. Nói chung mình làm cũng đủ nghề, rồi làm điện lạnh rồi tùm lum chứ. Bởi cuộc sống bươn chải mà, đụng nào làm đó. Đâu, con ăn đầu riêng đâu, không có đó, nó kỳ cục nữa. Ờ, mình nói qua nó lại, nãy giờ có con đầu tiên bự quá, rồi sao ngu luôn ta? Đâu, nó có lăn ghét, có đủ rồi. Hả? À? Thông thường mình dân gần bờ, bạn tỷ lệ cá lăng cũng nhiều lắm. Với lại cá lăng ở sông Tiền này nó nhiều. Nó nhiều hơn cá ngát nữa đó. Bữa nay hình như không đúng nước năng thì sao ta? Ta không nghi điểm. Mình thấy mấy cái tàu lớn mà phía chạy biết bên lịch cồn nó cách biết như sao mà sóng nó đánh mọi người. Lắc 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 lắc. Đầu này không có, bỏ đầu này. Từ ngày ông Tám dân hai đường bữa nay chia ra gom lại thành một đường không à? Gỗ trăm mấy lưỡi bạn, trăm mấy 200 lưỡi à, mình nhắm cái điểm nào có cá đó mình quất ngay chỗ đó không à, rồi tỷ lệ dính cao lắm nếu mình chia ra hai đường á. Nhưng mà hai đường đôi khi nó cũng hơi bất tiện mà, mình thả neo rồi móc mồi rồi nó hơi khó khăn chút, mất thời gian nhiều. Nhưng mà được cái này thì nó mất cái kia. Chưa tới hồi đó mà ta, ở tới rồi đó. Cái phao đỏ thứ hai kìa ông Tám ơi. Cái phao đỏ dưới kia kìa. Cái chỗ đèn chớp đỏ đỏ đó, còn bảo đảm luôn á, lấy kèn đó. Thấy đèn đỏ gió nó cũng gần hết câu rồi. Cái gì ông Tám? Ủa, cái lăng kéo ông Tám kéo không có cảm giác luôn mà, bự cỡ đó đó. Cái lăng mini. Thường là mấy cái lăng nhỏ này nè, nuôi được. Về là dạng cho củ cá sủ hay là cho chị Kim Anh á, thả vô dèo nuôi nên không có bản ngạnh vô cưng. Cá hồng quỷ của củ cá sủ đó. Hồng quỷ, hồng quỷ rồi chà, gấp gọi nữa rồi. Cái này các bạn là mình mới ngâm có 2 tiếng đó, bởi vì nó đỡ đó. Chứ mấy viền câu mà bạn ngâm càng lâu thì cái tỷ lệ mà câu nó dính vô gốc gọ càng nhiều bạn. Tại để lâu cái viền câu mình nó sàn, bắt đầu nó bá vô gốc gọ. Lăng mini đó còn phải còn cặp bố mẹ ở đây nữa chứ. Dạo này thấy ít ông Tám đem, ít đem gần câu ra câu quá rồi tại. Lúc trước các bạn mỗi lần mà ông Tám ra đây nè, đợi nước mình văng câu văng lưới nè, đem cần hay cần câu ra câu chơi đó, hên có dính được con nào hay con đó. Vậy mà lúc trước bận con 10 mấy ký dẫn hoài có lăn mà. Ủa lăn hay ngát đây, kế cục đá luôn kìa ông Tám ơi. Vậy hả? Ủa bự à, kìa đang gần hết câu rồi, vớt hụi chót. Tán con hàng không mổ hạm ơi. Ở hình như trắng trắng vậy. Nó. Ô sủ bạn ơi. Sủ sủ sủ. Sủ. Bữa nay quá trời cá sủ luôn rồi. Điều chứ chưa có hàng tiễn thôi. Mày không có con nào bự đỡ đỡ đâu. Tại mình văng câu bạn mà thấy chứ con cá sủ mà nó nằm khoảng 1 ký rưỡi ha, 2 ký ha, là mình dư sức tiền mồi rồi đó, một con một à. Bây giờ hên hốt được con sủ vô trọng trọng là đó, trời ơi. Ngày quốc tế thiếu nhi rồi, lễ là sủ nhi. Coi nhìn cái đục đúng thiệt, nổi gai ốc chứ, hôm nay ngày bảo cá sủ. Gần hết câu, vớt vát được 2 con ha, còn nữa. Còn nữa dễ gì hết nổi. Tới ổ nữa rồi nè. Tán con bự bự rồi. Nào mà bạn thấy cái viền câu mà ông Tám buông tay á, buông buông ra. Bảo đảm con nào nấy từ 3-4 ký trở lên. Có gì không ông Tám? Bạn thấy nghe gì ông Tám nói chị tẹt tẹt chưa? Ôi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Chứ nó chạy đẹp đẹp, 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 đ
lên chưa, lên luôn, lên chưa luôn bạn ơi. Động bạn nghe cái ọc này nha, nếu mà cá sủ lên cái ọc liền à. Chưa đó qua tép 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 rồi nó sẽ bị cái quà wow. Bình hai phát mà chưa chịu lên nữa. Đó sủ rồi bạn, đã không đó mới dính sao còn mạnh sằng. Gần hết câu rồi, vớt ba bốn con trời. Ụt ụt không mày. Còn nữa không Tám? Vớt giác luôn Tám ơi. Đèn xanh chớp chớp kế bên mà. Hết câu rồi đó. Tính ra sông Tiền mấy con cá khủng khủng mười cái lăng mười mấy ký, bảo đảm bạn còn nhiều lắm. Mà dân câu khó nuốt nó quá bạn. Ăn vô gốc đó. Ăn vô gốc nó quắn gốc rõ trơn à. Mình ủi sức trơn. Lâu lâu hơn con nào nó đi ăn xa hóc hang đó. Xa gốc. Ừ, ăn xa hóc nó mới dính. Cái thường là sảy hết trơn. Đó, gần hầm đó, nó đâu hầm luôn. Rồi chuẩn bị kết thúc chương trình rồi ông Tám ơi. Tán con nữa rồi ông Tám. Chắc ăn có con nữa. Tự tin ghê không? Chắc ăn con còn nữa đó. Chạy chạy như này mà. Rồi cái đèn xanh kế bên nữa. Ghi bạn phút 99 cộng 9 nè. Con bệnh này không ở đầu lên neo luôn. À, con Tám nói thiệt bạn ơi, con còn chạy chạy dưới nữa kìa. Lên neo mà vẫn còn cá, bạn thấy ghê không? Đúng nhiều lúc cá nó tới, nó đúng nước bạn nó ăn á, dính thật nhặn thiệt. Gọi là thời tới cá không nổi là vậy. Giống neo. Lên neo rồi hả ông ta? Chắc dính sát neo hả? Lên neo đó. Đó, lên neo rồi đó. Bạn thấy chứ nó sâu lắm, còn dài với tại nó cũng phải là mười mấy hai chục mét nữa đó. Tại sông Tiền này nó sâu quá. Con cá nó động xa dưới đó. Phải. Đó đó, đó đó. Đó. Trời ơi sủ. Con nào nó chạy sạc sạc. Ôi. Qua. Ôi coi nè. Hết hồn chưa? Tán thêm con nữa rồi. Im gu không Tám? Tài quá. Còn lưỡi là còn hy vọng. Dạ còn cá nữa nha. Bữa gì kỳ kỳ nè. Tám nói bữa gì kỳ kỳ là sao ta? Cái nào tán thêm con nữa thiệt trời. Ủa đỏ thiệt kìa, trời bạn coi kìa bạn ơi. Quá rồi, xin lỗi chịu không nổi trận này rồi. Hôm nay ông Tám công nhận quá hên. Nay về bà Tám cần dữ lắm, muốn ăn thịt bò hay muốn ăn hay quay gì là có hết. Rồi, trời ơi bạn coi dính cái lưỡi cuối cùng như chăng cái neo luôn mới ghê. U cá lúng thiệt, thời tới cản nổi lúc dính dính cái vậy đó bạn. Quá ấm rồi. Hôm nay hai ông cháu không nhận bao phê được chứ. Những lúc mình văng dính như bạn nhiều nè, mình kéo câu thấy nó mau cấp kỳ luôn á. Giờ hai ông cháu về thôi. Bạn coi cái gỗ câu nhỏ xíu không? Vậy đó mà làm lên chuyện không? Cái này mà dạng như mình có tép gông mà nhiều quá bạn. Mình văng gấp đôi cái gì gỗ câu á. Bạn thấy dính cảnh nữa. Tại thường là mình, ông Tám văng là gấp đôi gỗ câu đó không đó. Tại do dạo này chung mồi nó cũng thất thường lắm bạn ơi. Nó không đủ để văng á. Cái lằn báo ông Tám rồi. Cái lằn quyền thoại của ông Tám đó. Bữa nay hàng cháu bội thu bội thu. Lâu lâu có cảm giác dính cá bạn thì mê á. Đó là tèo bao phát kìa. Đang kéo lưới neo. Tèo bao phát thấy kéo thấy không thấy gỡ cá hết trơn trời. Bởi vì văn câu này mà ngày nào nó cũng dính cá được vậy thì thôi thôi, ngư dân đây đỡ biết mấy. Nói giờ chơi vui thôi chứ bây giờ cá mắm
cũng hẩm hiu lắm bạn ơi, chứ không được như hồi xưa. Đây là thành quả nè bạn, thấy ghê gớm chưa, quá trời cái sủ luôn rồi nè, đục luôn ở dưới đây. Nó dùng lên luôn, mê được các bạn. Cái sủ này thì cái chết cái sống thì cũng một giá một à, nhưng lại nó lên mặt nước lại chết á, nên thường các bạn để ý nó ít khi nào mà bỏ vô đục là vậy á. Cái này trắng bóc các bạn ơi, vàng ức vàng như nghệ. Còn đây cái giữ con tám nằm trong đây không nè, ỏ cái lăng hết, nó nổi cái lăng không, cái lăng nó kiếm mấy mà nó mọc con khúc, nó nu nặng à, cái đầu trời dơ thứ gì chịu cho nổi. Cái ngát bên này cũng nhiều á, nhưng điều cái ngát gò gò không bạn, không có bự hung, có con hình như cũng hơi trọng trọng thôi. Bữa nay nó trùng quá quá đã bạn ơi, tính ra cũng hơi khá lâu ha, bạn tám bữa nay trúng đậm. Rồi mình cũng xin kết thúc clip đây, chúc bạn xem clip vui vẻ nha, để hôm nào có dịp mình với ông tám sẽ tới đâu tiếp gỡ cá mỗi tay như hôm nay là bao phê luôn. À, chào bạn nha.